Rồi ok, xin chào các bác. Thì cái phần mềm Gcam ấy chắc là cũng đã rất nhiều các bác biết rồi. Và trước đây em cũng có một clip mà nói về cái Gcam này, so sánh nó với cam thường các thứ ấy, cách cài như thế nào. À, tuy nhiên thì cái clip đấy nó đã rất là lâu rồi và bây giờ thì nó cũng đã có nhiều cái thay đổi, và hơn nữa là cũng có rất nhiều anh em mới vào mà vẫn chưa biết ấy. Thì hy vọng là nếu anh em mà hỏi về vấn đề Gcam này thì các bác chỉ cần đưa clip này cho người ta sẽ biết được là cách cài như thế nào. Đấy. Thì cách cài Gcam như thế nào thì nó cũng khá là dễ thôi. Các bác có thể tìm trên Google hoặc là các bác vào cái hội nhóm LG của em đây này, thì các bác vào phần Facebook này này. Đấy, các bác vào tìm kiếm, các bác chọn cái phần hội LG Việt Nam, cái dòng trên cùng nhé. Đó. Đấy, các bác vào phần công bố này. Đó, các bác chờ nó loát tí. Đấy, các bác chọn kéo xuống. Chờ nó loát tí. Đó. Thì trong phần công bố này nhé, em giới thiệu qua cho các bác là trong phần công bố này có tất cả những cái trải nghiệm của em và mọi người về các con LG luôn đấy, đầy đủ luôn. Các bác cứ vào đấy mà tìm. Các bác muốn mua con nào thì vào cái phần mềm con đấy, vào cái khu đấy mà các bác tìm nhé. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác chỗ để các bác tải cái Gcam. Đấy thì các bác kéo xuống tiếp. Đó. Cứ kéo xuống đây. Các bác kéo đến tới cái phần các thủ thuật và app tiện ích hay này này. Đấy các bác cần và xem thêm này. Đấy thì trong này có rất nhiều app cho các bác và bác tham khảo nhé. Thì cái phần Gcam đây thì em có để cái Gcam cho các bác nhé, có link chung cho mọi cam này, rồi cam cho G8, cho V50 các thứ này. Đấy, rất là nhiều thứ. Đây là những cái bản Gcam đã cũ mà có nhiều anh em test rồi nhé, các bác có thể hoàn toàn dùng được. Đấy thì cái Gcam của cái link của cái clip này em sẽ để ở một cái cũng ở chỗ Gcam này thôi nhé, để ở dòng đầu tiên luôn. Các bác vào phần đấy để các bác xem nhé. Đấy, ở cái lúc ở cái clip này thì lúc ở làm clip này thì có thể chưa có, nhưng mà sau khi làm clip này sẽ có cái link của cái clip này và link của cái những cái bản Gcam ở đây nữa nhé. Đó. Thì đấy là các bác vào cái nhóm này các bác sẽ biết được cách tải Gcam như thế nào. Và em nói thêm nữa là cái Gcam ấy nó khá là chảnh chó, nó nhiều khi là nó phù hợp với cái máy này và không phù hợp với máy kia. Thì nhiều khi nhiều các bác cài về rồi nhưng mà các bác có thể sử dụng nó bị giật lag ấy, thì các bác có thể nó bị xung đột với những cái app mà các bác đang dùng ở cái máy của các bác thôi, dẫn đến là nó hay bị như vậy. Thì nhiều khi là các bác phải, một là các bác thử là reset lại cái máy các bác đi và dùng mỗi cái app Gcam thôi, xem là nó có như nào. Nếu mà nó vẫn ok ấy, thì là do nó xung đột với app khác nhé. Còn nếu mà nó vẫn giật lag như thế thì các bác tốt nhất là các bác tìm cái bản Gcam khác. Đó. Đấy là cách để các bác cài Gcam nhé. Còn đây, trên máy của em ấy, máy em là máy G8 Hàn nhé. Đây các bác có thể xem máy của em đây. Máy của em là máy G8 Hàn có 3 camera nhé. Đây cái mã là G820N này, có 3 camera nhé. Đó. Thì trên con máy G8 Hàn của em ấy đang dùng hai cái bản Gcam. Một là cái bản đây các bác, cho các bác xem luôn cái mã của nó như thế nào cho các bác biết chính xác nó là cái bản Gcam nào. Thì đây, đây là cái bản Gcam 7.3.018 nhé. Đó, phiên bản 1.1 này. Đấy. Cái link để tải cái bản Gcam này em sẽ để dưới phần mô tả nhé. Các bác xuống đấy các bác tải về. Rồi. Đấy, tiếp theo là một cái bản Gcam nữa là bản Gcam 8.1. Đây, các bác có thể xem cái phần thông tin của nó đây, 8.1.101.3456789 đấy, kiểu kiểu đấy. Đấy, cái này của em cũng để dưới phần mô tả nhé cho các bác xem nhé. Rồi. Thì tại sao em dùng hai cái bản Gcam này? Tại vì cái đây là cái kinh nghiệm của một bác trong nhóm FG của mình thôi. Bác chia sẻ cho em là cái bản Gcam 7.3 này ấy, nó cho cái cân bằng trắng tốt hơn. Đấy. Thì các bác cứ sử dụng cả hai bản đi. Các bác thích bản nào thì các bác sử dụng bản đấy thôi. Đấy. Và cách để mà cài đặt cái bản Gcam 7.3 và 8.1 này, cách cài đặt chi tiết nhé, vào trong bài đặt ấy thì em sẽ hướng dẫn các bác luôn nhé, cho nên cái clip nó sẽ thể hơi dài, các bác cố gắng theo dõi nhé. Rồi thì cái bản Gcam 7.3 này là cái bản bản dạng nó cũng khá là cũ rồi, và nó cho phép các bác là sao lưu cái tất cả những cài đặt của các bác và lưu lại thành một cái file, và cái file đấy các bác có thể đưa ra cái máy Gcam, đưa ra cái máy G8 khác để các bác update cái bản cái cài đặt đấy lên cái bản của các bác nhé. Thì cái cách để mà
mà cài đặt như vậy nó nhanh và nó đỡ phải các bác phải đi cài đặt từng cái thông số một nhé. Thì cái file mà em sao lưu từ cái cài đặt của em đang trên máy của em nhé, em sao lưu cái cài đặt của em và em đã sao lưu thành một cái file, và cái file đấy em cũng để ở dưới phần mô tả nhé. Thì các bác tải về và các bác chỉ cần copy vào máy các bác thôi là các bác sẽ không phải cài đặt gì cả nữa, các bác chỉ cần copy vào và các bác update lên là nó sẽ có tất cả những cái cài đặt và các bác sử dụng thôi. Thì trước tiên thì các bác cần cần là vào vài cái bản 7.3 nhé, đây vào bản 7.3 này, và các bác vào cái phần cài đặt này đó, và các bác vào cái phần tùy chỉnh này dưới cùng này này, tùy chỉnh đấy, và các bác nhấn vào cái phần lưu này này đó, nhấn vào phần lưu nhé đó. Thì các bác lưu cho đây một em một cái file file bất kỳ nào đó, tên là gì cũng được, em lưu vào tên là Phúc đây, Phúc 2 nhé đó, em lưu vào đấy. Mục đích lưu này để tạo cái đường dẫn để mà các bác có chỗ để các bác copy cái file em để dưới phần mô tả thôi đấy. Khi các bác tạo được cái đường dẫn rồi nhá, thì các bác vào cái phần quản lý tài liệu này này đấy đấy các bác, đây phần quản lý tài liệu nhá, thì các bác vào cái phần download này này đấy. Em đã download cái file boolean này rồi, thì cái file boolean này em để dưới phần mô tả đấy. Thì các bác copy cái phần boolean này, sao chép này đấy, các bác nhấn chọn boolean này, các bác sao chép nó, và các bác vào phần bộ nhớ trong này đấy, các bác tìm đến cái phần gcam này đấy, các bác nhấn vào cái phần config này này, nhấn cái phần đấy, và các bác ghi nó vào đây, có nghĩa là dán nó vào đây đấy. Thì cái phần phúc 2 này bác thấy không, là cái phần vừa nãy em nhấn vào cái chỗ lưu ấy để tạo được cái đường dẫn là cái config này này đấy. Thì cái boolean này cũng đã copy vào đây rồi, em copy lại một lần nữa cho các bác xem đấy, ghi đè lên đấy. Ok, khi các bác copy cái phần boolean này vào đây được rồi ấy, thì các bác quay trở lại cái phần gcam nhé, đây ấn vào phần gcam 7.3 này đó, và các bác nhìn thấy cái chữ cái phần mà các bác để nhấn chụp ảnh này đấy, nhấn chụp ảnh này này đấy. Thì các bác nhấn đúp vào cái phần màu đen giữa cái nút chụp ảnh và cái phần thư viện này này, ngay bên cạnh nó đấy, nhưng mà các bác nhấn đúp vào phần màu đen nhé. Hiện tại em đang quay bằng màn hình nhưng cho nên em không bác không thể nhìn thấy tay em nhấn được, cho nên các bác phải nghe cho kỹ nhé. Nhấn vào giữa giữa là giữa cái nút chụp hình và cái phần xem hình ấy đấy, cái phần màu đen giữa hai cái nút đấy nhá. Đấy em nhấn vào này đấy, thì nó sẽ ra cái này, nó ra cái này thì các bác nhấn vào phần mũi tên đi xuống này đấy, nó sẽ ra cái chữ là boolean cho các bác, cái file mà các bác vừa copy vào đấy. Các bác chọn cái file boolean và các bác nhấn update đó, vậy là xong, nó đã update toàn bộ cái cài đặt của em vào máy các bác rồi, và các bác giờ chỉ cần sử dụng thôi đấy là xong đấy. Thì đây em thể giới thiệu qua cho các bác trong cái cờ cam 7.3 nó đang là cài đặt như thế nào. Đây, các bác thấy này, bàn vào clip này bật lên cái thứ này, cam sau này đấy, chụp xa này, chụp rộng này đấy, nó có tất cả những cài đặt của em rồi nhá. Và cái đặt này ấy, nó có thể là phù hợp với mắt mắt của các bác, tại vì đẹp hay xấu ấy, là tùy mỗi người. Thì đây em có cái những cái hình ảnh mà em đã chụp rồi đây cho các bác xem đấy. Thì đây đây ví dụ cái ảnh này là ảnh của cam gốc này, đây ảnh này của cam gốc này, các bác nhìn thấy không, đây là ảnh của cam gốc nhé, không phải gcam nhé, ảnh của cam gốc này đấy. Các bác nhìn cái mặt này nó không được chi tiết cho lắm đúng không đấy, còn đây là ảnh của gcam này đấy, đấy các bác nhìn thấy không, chi tiết mặt này nó nổi rõ hơn đấy, có nhìn thấy không. Rồi đây là cái ảnh chụp chân dung này của cam gốc nhé, ảnh chụp chân dung của cam gốc. Các bác có thể thấy cái phần tóc này nó hơi bị lẹm rẹm tí này đấy, các bác thấy không đó, chi tiết mặt cũng kém này. Rồi còn đây là cái ảnh chụp chân dung của Gcam này, đấy các bác thấy này, phần tóc này nó tách bạch hơn đấy, các bác nhìn thấy không đấy, và chi tiết da người nó cũng lên tốt hơn đấy. Đẹp xấu là tùy các bác nhé, thì em chỉ thấy anh em đang so sánh về độ chi tiết thôi nhé. Đấy ok, còn đây là cam trước này, đấy em bác có thể nhìn thấy này, đây là cam trước của cam gốc này đấy, cam gốc nhé, đây là cam trước của cam gốc này,
thì các bác thể thấy là cái chi tiết mặt người ta được nó càng nhẵn đi một chút xíu đấy, trông nó vẻ đẹp hơn, ảo hơn đó, đó thấy không đó. Rồi còn đây là cái bằng gờ cam này đấy, chụp cam trước bằng gờ cam này đấy, các bác nhìn thấy này, các bác nhìn thấy cái chất lượng của nó như nào, cái chi tiết của nó như nào đấy. Đấy, các bác hiểu rồi đúng không? Cái phần lá cây sau nữa các bác nhìn thấy nhá. Còn đây là cái ảnh chân dung bằng cái cam gốc này. Đấy, nó xóa phông ảo, xóa phông ghê hơn và trông nó ảo hơn. Đấy, nhưng mà các bác thấy này, cái phần má bên phía phải này này, đấy nó bị hơi lẹm một tí này, má trái cũng hơi lẹm một tí này, tóc các thứ nó hơi lẹm này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Còn đây là cái xóa phông chụp ảnh chân dung ấy, đấy, bằng gờ cam này. Đấy, thì các bác thấy này. Đó, tóc tai rồi má miếc thì ngon hết. Đó, các bác thấy không? Rồi, đấy là cái cho bác xem về cái chất lượng của cái G Cam nhé. Còn đối với cái bản G Cam 8.1 này này. Đấy, G Cam 8.1 đây. Đấy. Thì cái bản này ấy, chưa cho phép các bác là update bằng cái file của máy khác sang nhé. Thì cho nên các bác bản này các bác phải update bằng tay thôi, có nghĩa là các bác phải cài đặt bằng tay thôi. Thì em giới thiệu sơ qua cho các bác biết là cái bản G8 Gcam 8.1 này nó cài đặt như nào nhé. Và em cũng không chỉ là đưa cho các bác những thông số thôi, các bác cài y chang như thế xem nó thế nào nhé. Nếu mà không ưng ý thì các bác có thể thay đổi một số thông số mà các bác biết. Đấy, trước tiên các bác vào phần cài đặt này. Đó, vào phần cài đặt này. Đấy, thì ở trong cái phần chỗ này thì ở phía trước này không cần quan tâm mấy. Ở phần mod setting này này. Mod setting này, đấy. Đấy, các bác có thể bật cái phần 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 trước tiên là các bác cái chỗ JPEG composition này thì các bác để 100% nhé. Đó. Được chưa? Đấy, để 100% này. Tiếp theo ấy, là cái phần auto night shift này, thì các bác có thể là bật cũng được. Bật cũng được hoặc tắt cũng được. Nếu như các bác bật ấy, thì ví dụ như các bác chụp mà cái hoàn cảnh nó hơi hơi tối một tí thì nó sẽ tự động nó bật cái night shift lên. Nó như kiểu y như kiểu con iPhone 12 vừa rồi em cầm ấy, là khi mà chụp bật ban đêm nó sẽ tự động nó kiểu phơi sáng cho bác 1 2 giây ấy. Đấy thì cái auto light shift này nó y chang như thế. Thì các bác đây các bác có thể ví dụ em bật lên nhé. Đấy em bật cái light shift này lên nhá đúng không? Thì em vào lại cái G Cam này này. Đấy các bác có thể thấy cái phần mặt trăng này ở giữa cái phần chụp ảnh này, và khi mà chụp ảnh ấy, thì các bác phải giữ lâu một chút. Đấy giữ máy giữ. Đấy. Phải giữ cái máy giữ yên một chút thì nó sẽ cho cái chất lượng cam nó tốt hơn. Đấy các bác có thể thấy này. Đấy thấy không? Chất lượng này nó hơi bị vừa mới hơi rung tay. Đấy. Thì các bác có thể tắt ở đây cũng được, tắt ở chỗ phía phải này này, chỗ phía phải này này. Đấy. Rồi bác các vào vào lại, thì nếu bác không thích kiểu đấy thì các bác tắt nó đi. Vẫn vào phần mode setting thôi. Thì em cũng để đấy cho nó nhiều khi là cũng chụp nó cũng hay hay. Còn thích tắt thì tắt ở ngoài kia cũng được. Rồi focus checking này đấy cũng bật lên cũng được, cái này thì đơn giản. Còn tiếp theo ấy, là vào cái phần đầu tiên ấy, là cái phần module setting này này đấy, chỗ phần này rất là quan trọng. Thì trong này nó sẽ có 5 cái cam cho các bác lựa chọn nhé. Tuy nhiên ấy, thì con G8 Hàn ấy cái cam trước của nó chỉ có một góc thôi, không có góc rộng nhé, cho nên các bác phải tắt cái chỗ phông cái phone này len 0.8 mình nhé. Đấy tại vì con G8 ấy, cam trước nó không có cái này này, không có cái cam này, nên các bác tắt đi nhé. Các bác đầu tiên nó sẽ như này thì các bác disable nó đi, đấy các bác tắt đi đó, tắt đi nhỉ, xong là không có cái cái góc đấy nhé. Còn góc chính của cái cam trước nó là góc 1.0 này, này đó. Thì các bác cài đặt như sau. Đầu tiên là các bác nhấn vào cái chữ Default Actual X Division này này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ đang tắt như này. Thì các bác để cho nó về mặc định. Đấy, bật lên. Được chưa? Ok, bật lên nhé. Rồi vào cái phần Black Black Level này. Đấy, Black Level thì các bác để là Dynamic nhé. Đó, để Dynamic. Còn những cái trên thì các bác để Auto hết. Hoặc không để như như em đang để trên màn hình này. Đấy, tiếp theo là các bác vào cái phần RAM Patcher này. Đấy thì các bác có thể để những thông số như em này. Đấy. Em sẽ đưa lướt một vòng cho các bác xem nhé. Đấy. Cái này để mặc định nha, đấy. Rồi, đấy, các bác nhìn đây này.
Đấy, tất cả những thông số để em để lướt một lượt cho các bác xem nhé. Từ saturation này, saplet này, đấy, smoother này, đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đó, hết. Đấy, các bác để y chang như này cho em nhé. Rồi, đây là cái cắm trước này, xong. Tiếp theo các bác ra tiếp. Đấy, cắm trước xong rồi nhá. Tiếp theo các bác vào cái phần cắm sau len này, 0.6 này này. Các bác nhấn vào 0.6 này. Rồi, các bác cũng để cái chữ Default Actual Activation này để về bật nó lên này. Đấy. Cái Black Level này, các bác cũng để là Dynamic này. Đó, Dynamic luôn nhá. Rồi, RAM Buster này này. Đấy, các bác để thông số y chang như trên hình ảnh các bác đã xem nhé. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy. Rồi. Đấy, hết. Đấy là một cam nhé. Đấy là cam góc 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 siêu rộng đấy. Đấy, 0.6 là siêu rộng. Đấy, các bác nhìn đấy. Rồi. Cam siêu rộng xong. Tiếp theo là cam chính này, backlens 1.0 này này. Đấy, các bác cũng để là cái default actual này để bật lên nhé. Rồi, cái black level này này cũng để dynamic này. Rồi. Tiếp theo là cái đến phần RAM buster này. Đấy, các bác để y chang trên hình. Đấy, các bác hình em như nào các bác để y chang như thế. Đó. Smoother các bác để nó full đi. Đấy. Rồi. Các bác nhìn lại hình ảnh nhé. Cái cam chính này để y chang như vậy. Đấy. Rồi. Như thế là hết cái phần cam chính. Rồi tiếp theo là các bác vào cái phần cam góc gần này. Đấy, góc gần này các bác cũng bật cái default actual lên, bật cái này lên này. Đấy. Black level này cũng để dynamic này. Rồi, RAM buster này. Đấy các bác cũng để là default này, đấy. Subnet này các bác cũng có thể để đây. 1.125 được. Đấy cái này mấy cái này để default hết. Để em làm một lượt default hết. Default hết. Đấy. Đấy, nói chung là nó hơi đấy, nếu như các bác cài kiểu này ấy, nó sẽ hơi lâu. Default hết. Đấy. Default luôn. Max ISO. ISO này các bác để 11.000 nhé. Đấy. Default là 9.3. Từ từ cái này cái kia để 9.6 hay 9.0 ấy. Thôi cứ để 9.3 default đi cũng được không sao. Đấy, up. Đấy, mấy cái này thì các bác để default hết. Đấy. Rồi ok. Đấy các bác lướt lại một lượt này. Đấy để default hết này. Đấy các bác lướt lại một lượt nhé. Đấy, đây là cái cam góc gần đấy. Rồi ok. Thế là xong, chỉ cần thế thôi. Có nghĩa là bỏ cái cam 0.8 đi nhé. Rồi. Vậy đã xong rồi. Ngoài này thì mấy cái cài đặt vớ vẩn thôi, nó không quan trọng cho lắm. Ví dụ như là lưới 3.3 này. Các bác thích thì đặt thôi. Còn trên này là có bác coi cho bác là tắt cái tắt hoặc bật cái tiếng khi mà chụp ảnh lên này, rồi là có lưu vị trí hay không này. Đấy cái này thì các bác em thường là tắt cái vị trí lên. Còn các bác không muốn chụp ảnh mà không muốn nó tiếng kêu thì các bác tắt đi. Ok. Đó. Vậy là cái bản 8.1 đã xong nhé. Đấy, thì đây là cái chất lượng của cam 8.1. Thì đây em chụp ảnh vào đây, đấy nó lưu được luôn. Nó không bị như kiểu mà bị như kiểu mà giật lag hay gì đâu. Đấy. Đấy lưu phát ấn phát lưu luôn này, các bác nhìn thấy không? Đấy, ấn phát lưu luôn này. Đấy, đây, em cho cắm các sang cắm trước luôn này. Đấy. Nhìn này. Đây là cắm trước của nó này. Ấn phát lưu luôn. Đây, rung tay rồi. Đây, để em chụp lại cho các bác xem nhé, cắm trước nhé. Cắm trước bẩn các bạn, bẩn quá. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy này. Úi trời ơi, già vãi cả si tư. Rồi, thì đấy, các bác nó sẽ cho cái tăng cái chất lượng hình ảnh lên một chút nhé. Đấy, cái clip nó rất là dài rồi. Hy vọng là qua cái clip này các bác có thể biết được cách để mà các bác cài được cái cửa cam nhé. Cái cửa cam thì em cũng nói rồi đấy, nó khá là chảnh chó, nhiều khi là nó phù hợp với máy này mà lại không phù hợp với máy kia. Cho nên các bác cố gắng là vào cái hội nhóm LG Việt Nam ấy. Đấy các bác tìm đúng cái bản cửa cam của mình và các bác cài. Còn ai mà
à quên, đang dùng cái con G8 Hàn này ấy, thì các bác có thể tải hai cái bản này ở dưới phần mô tả đấy. Và các bác nếu có dùng V50 hoặc những bản khác ấy, các bác cũng cũng có thể dùng hai cái bản này để xem nó có phù hợp hay không đấy. Còn nếu như mà nó phù hợp thì các bác dùng, còn các thông số ấy, thì các bác cài như cái bản G8 em à, G, cái bản Gcam 8.1 em vừa vừa dùng nhé. À quên, hình như lúc nãy em có thể chưa chưa giới thiệu qua cho các bác cái phần cài đặt của cái bản 7.3 ấy. Thì nếu như các bác dùng máy khác ấy, thì các bác có thể tham khảo cái bản 7.3 thì nó thông số đã sẽ như này này. Đấy, bác vào phần cài đặt này. Đấy, cái bản clip này. Các bác bật nó lên này. Đấy. Cái phần này này. Đấy, các bác nhìn thấy này. Đấy, từng bần cho các bác xem nhé. Cái phần này thì như không bật này. Không bật gì này. Phần này không bật. Đấy, tiếp theo là phần global này, clip butcher này. Đấy, cái này thì có nhé. Đấy các bác này, độ sắc nét này, ISO limit này. Đấy các bác nhìn những cái thông số này để các bác cài đặt theo nhé. Ở những cái máy khác này. Đấy. Rồi em show lại một lượt cho các bác xem. Đó. Nó vì nó quá là nhiều. Đấy các bác thấy không? Nó quá là nhiều, em không thể nào mà giới thiệu từng cái chỗ một cho các bác được. Đấy. Rồi, cái gold global lip butcher này ok rồi nhá. Tiếp theo là cái cam sau này. Đấy. Đấy. Tiếp theo nữa này, đấy. Lướt cho các bác một lượt, các bác cố gắng tạm dừng để các bác cài đặt cho đúng nhé. Đấy. Đấy. Ôi trời, nó quá là nhiều luôn ạ. Em mà ngồi em cài cái này em cũng không kể cài đặt nổi. May mà có các bác kia, bác ở trên nhóm, các bác cho cái file này update phát là xong luôn. Đấy, ống kính chụp xa này. Đấy, mục đích em đưa cái này để các bác nào mà không dùng con G8 Hàn này, các bác có thể là biết để các bác cài đặt nó như vậy. Đấy. 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 Đây là ống kính chụp xa này. Đấy, các bác cố gắng theo dõi nhé. Đó. Trời ơi, cái nào nó cũng quá là nhiều luôn. Cái 7.3 để cái nó có tiếng Việt. Đấy, rồi ống kính chụp xa rồi. Tiếp theo là ống kính góc rộng này. Đấy, em cũng lướt một lượt cho các bác xem. Đấy. Đó. Đó. Trời ơi, cái nào nó quá là nhiều này. Góc rộng xong rồi. Đấy là camera trước này. Đấy, camera trước này, đấy. Các bạn thấy đấy. Có hết này, từ đầu này. Đấy, các bạn tiếp theo này. Em lướt một lượt thôi, tại vì clip cũng quá dài rồi. Đấy. Quá nhiều thông số các bạn, cắm trước cũng rất là nhiều. Rồi, cắm trước xong này. Cái đâu là mic này, đâu là mic lên này. Cái này như không không bật. Ok. Không bật. Rồi. Coi như là cũng xong rồi. Đây nó có âm thanh chụp máy ảnh này, cái này các bác nó bằng tiếng Việt rồi, các bác làm gì thì làm thôi. Đấy. Đấy. Đấy, tất cả những cái tùy chọn ở cái bản 7.3 này nhé. Đấy. Để cho các bác biết nếu như các bác dùng con V50 chẳng hạn thì các bác cũng cài y chang như thế này. Rồi ok, thế thôi nhé. Vậy là các bác có thể biết được là cách cài đặt của cái Gcam như thế nào. Nhiều khi là anh em hỏi nhiều quá, hỏi nó nhiều quá dẫn đến nó ông nào cũng vào hỏi. Hy vọng là các bác biết được đến cái clip này, khi mà ông nào hỏi ấy, thì các bác chỉ cần đưa cái clip này cho người ta thôi là người ta sẽ biết được là Gcam nó như thế nào để mà cài đặt nhé. Rồi, ok, chào các bác.